Đây là mình đang ở Petco nè mọi người. Nơi này là bán đồ ăn cho chó mèo, rồi động vật, rồi cá, nuôi cá. Đây là con gì, con rùa hả? Không, thấy rùa. Thấy đâu mẹ đâu thấy? Đó, thấy nó bò. Thấy nó bò. Đó, con coi đi, con coi nào, con rùa nè. Đó, thấy không? Đó, hello. Hai con luôn nè bơ. Hai con luôn ha. Con thằng lằn. Đây nè, đây nè. Đó, thấy không? Thấy không? Hello laser. Trời ơi, con này có cái da nó sần sùi này ra, da sần sùi. Ôi, con nó đang bò tới kìa, đang bò tới kìa. Đó, nó đang bò tới. Nó chớp mắt kìa, chớp mắt kìa. Nó có con màu vàng này nằm ngủ nè. Trời ơi, con có mắt kìa. Có đuôi nè. Đó, nhiều ha con ha, tới ba con luôn nè. Ba con rồi, hình như mẹ thấy một con trên này nữa nè. Dạ. Đây, right here. Đó, thấy không? Mà đâu sẽ cho hai cho mình một, hai, ba, bốn nè. Còn cá như ba, năm, sáu, đó. Đúng rồi, nó lọ đầu lên kìa. Trời ơi, cái con này nó có đuôi dài quá nè bơ. Đó, cái con đang nằm là đuôi dài cho. Trời ơi, cái con này nó núp trong hàng hai con nè. Đó, ba con này mọi người thấy không? Ba con bộ xác luôn đó. Chỗ này là khu bán đồ dụng cụ chơi cá này, lưới nhỏ vô hồ cá này, rồi mấy cái sỏi, rồi cây bỏ vô hồ cá. Cái này là loại cá phát quen, glowfish màu vàng nè mọi người. Ở cái ao mồ luôn kìa. Ừ. Cái này cá beta, cá đá ở đây nè mọi người, nhiều loại lắm mọi người. Đây là cái bảng giá cho cá đá nè, hơn 10 đồng một con không á hả? Rau theo 7.99. Mẹ đang coi nè. Ồ, nhỏ hả? Vậy là baby beta rồi. Baby beta. Đúng rồi, đâu mẹ bay cho mẹ coi coi. Ừ đó. Đó, nó nhỏ xíu hả bơ? Đó, nó nhỏ xíu nè. Dẫn mày đi đi. Ừ. Ở chỗ nào dẫn mày đi coi. Ở phía trước rồi, đi đi. Mày đi theo sau. Ok, let's go. À, chỗ hồ cá hả? Cá nước mặn nè, có Nemo nè, con thấy không? Hề đó, có cá hề nè. Ừ, cá hề san hô động đậy nè đó. Đó, Nemo màu đen nè. Ờ, tôm nè. Con cua đấy hả? Trời ơi, con cua nè. Cua nè. Này là cá nước ngọt nè. Nhiều cá hả? Ồ, con này là high fin white squid tether. Đây, cái này là con này là jumbo goldfish nè. Nó chui đâu rồi? Qua đây nè. Để ra đây, bơi ra đây, bơi ra đây. Không chịu bơi luôn bơ. Nó bơi góc rồi. Bơ điều khiển cá hả bơ? Lại đây, tao cho ăn nè. Đi vào đó đi. À, vậy đi.
cái hồ bên đây thì trong hơn bên hồ nước mặn ha. Ờ, hồ nước mặn có con Nemo đó, còn mấy con này là con cá guppy, cá ba bảy đờ ba đuôi, không cá gì, guppy là còn con gì ta? Đó, con thấy con cá chết không, nó ngủ lên chị. Nó nhiều quá, nó sống nhiều quá đó. Có một con chết ngửa bụng lên đó, nghe cá bự ra này nữa, chui lại vô lại rồi cô bố. Goldfish cá ba đuôi á, cá ba đuôi ba nuôi á. Con này là favorite 380 một con. Ngủ kìa. Qua đây. Thấy không? Nó đang uống nước hay ăn gì đó. Con này là mấy con chuột đó, chuột trắng đó, 6.5 đồng một con đó. Female mouse. Ồ, con cái, con chuột cái, con chuột đực nè. Đó, con chuột đực nè. Chuột đực nó mập hơn ha. Wow. Con này là con hamster. Hamster. Con này uống nước nè. Đó, đây uống nước. Không biết bà làm gì đây, bà chạy đi đâu? Bà chạy bỏ đi đâu nè? Bỏ đâu vậy? Trời ơi, bó tay đi đâu vậy? Uống nước, hai ba con chụp vô uống nước. Ôi trời, nó bu lên kìa bà. Chưa định. Nó thích con á. Đó, nó bu tới con kìa. Đó, nó bu lên kìa, nó hồi lên kìa. Trời ơi, chị mỏ lên kìa bớt con rồi đó. Bơ bơ bơ. Chào chào nó đi bớt. Nó làm gì mẹ? Biết nó làm gì. Đó, nó tới sóc kìa đó, nó tới sóc nè. Mình chỉ thôi. Cá bơi đó, cá bơi đi, cá bơi. Ờ, nó tới bơi đó. Wow, dài quá, nó trèo lên kìa. Nó tới bờ kìa bơ, nó tới bờ kìa. Bơ nó tới bờ kìa bơ. Kìa nó tới bờ kìa, nó ăn gì. Đó nó bu lại kìa, nó bu lại kìa. Là cá đá nè. Trời ơi, cái bụng nó con bị no quá hay gì rồi. Sao nó bị rồi mẹ ơi. Ui, cái con này đẹp quá ha. Ừ. Mấy con này của bà có luôn nè. Đây, 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 đi sóc đi. Mình cỡ này xếp con đi. Phải, ừ, đúng rồi. Đi tới luôn. Đi lên. Ừ. Lắm kỳ vậy hả? Đi. Mình đi qua ba đi, mình tìm ba đi. Đây.